Việt Sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/Việt Sách Official Store. Hi everyone, welcome back. Chào mừng các con đã quay trở lại với video bài giảng. Trong buổi học này, chúng ta sẽ tiếp tục học Unit 5, Gender Equality, bình đẳng giới. Lesson 3, bài số 3, Listening and Reading. Nghe và đọc. Let's talk. Can you match the names to the pictures? Bạn có thể nối các tên với các bức tranh không? 1. Amelia Earhart, pilot. 2. Serena Williams, tennis player. 3. Jane Austen, writer. 4. Marie Curie, scientist. Số 1. Amelia Earhart là một phi công. Số 2. Serena Williams là một vận động viên quần vợt. Số 3. Jane Austen là một nhà văn. Số 4. Marie Curie là một nhà khoa học. Vậy bây giờ cô và các con sẽ cùng làm bài tập này nhé. Trước tiên chúng ta có số 1 là Amelia Earhart, một phi công, sẽ nối với hình C. Số 2, Serena Williams, một vận động viên quần vợt, chúng ta sẽ nối với hình A. Tiếp đến, số 3, Jane Austen, một nhà văn, chúng mình sẽ nối với hình D. Và cuối cùng, Marie Curie, một nhà khoa học, chúng mình sẽ nối với hình còn lại là hình B. Can you think of three other famous women from history? Bạn có thể nghĩ về ba người phụ nữ nổi tiếng khác trong lịch sử không? Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. 1. Emmeline Pankhurst, socialist, nhà xã hội học. 2. Wangari Maathai, politician, nhà chính trị học. 3. Anne Frank, writer, một nhà văn. Listening. A. Listen to a talk about Amelia Earhart. Where is this talk taking place? Phần A. Nghe một cuộc nói chuyện về Amelia Earhart. Cuộc nói chuyện này diễn ra ở đâu? Unit 5. Gender Equality. Lesson 3. Track 57. Listening. Listen to a talk about Amelia Earhart. Where is this talk taking place? Good morning and welcome to Women of History. I'm going to talk about Amelia Earhart, one of the most famous female pilots of the 20th century. She actually learned how to fly right here. Amelia was born in Atchison, Kansas in 1897 and grew up with her parents and younger sister. When she was 24, she took her first flying lesson. 6 months later, she bought her first plane. She used it to set her first woman's record by flying as high as 14,000 feet. In 1928, she became the first woman to fly across the Atlantic Ocean. 7 years later, she became the first person to fly solo across the Pacific. Amelia was the first woman to do things only male pilots did. The American people loved her, and she even received a medal from the president. In 1937, she was ready for a last challenge. She wanted to be the first woman to fly around the world. On June 1st, Amelia and her navigator, Fred Noonan, began their 29,000-mile journey. On July 2nd, 1937, Amelia Earhart's plane disappeared. The last time anyone heard from her was at 8:45 a.m. Despite many searches over the years, no one knows what happened to Amelia Earhart and her navigator, Fred Noonan. Today, she is remembered for being one of the greatest female pilots of the 20th century. Vậy thì sau khi nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là cuộc nói chuyện này diễn ra ở một sân bay và câu trả lời cho phần A này chính là at an airport, ở một sân bay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại để xem liệu chúng mình có trả lời đúng hay chưa nhé. Unit 5. Gender Equality.
Lesson 3. Track 57. Listening. Listen to a talk about Amelia Earhart. Where is this talk taking place? Good morning and welcome to Women of History. I'm going to talk about Amelia Earhart, one of the most famous female pilots of the 20th century. She actually learned how to fly right here. Ở bài nghe vừa rồi thì chúng ta có thể nghe thấy một thông tin là she actually learned how to fly right here. Cô ấy thực sự đã học bay ở ngay tại đây. Vậy nên câu trả lời at an airport của chúng ta là một câu trả lời đúng. B. Now listen and fill in the blanks. Phần B. Nghe và điền vào các chỗ trống. 1. Amelia Earhart was born. 2. When she took her first flying lesson. 3. She set her first women's record by flying as high as feet. 4. In 1928, she became the first woman to fly across the... 5. She wanted to be the first woman to fly. 6. She is remembered for being one of the greatest of the 20th century. Câu 1. Amelia Earhart đã được sinh vào năm bao nhiêu? Câu 2. Khi bà ấy, bà đã bắt đầu bài học bay đầu tiên. Câu 3. Bà lập kỷ lục đầu tiên của phụ nữ khi bay cao tới bao nhiêu feet? Câu 4. Vào năm 1928, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay qua đâu? Câu 5. Bà muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên bay như thế nào? Câu 6. Bà được nhớ đến như là một trong số những người nào vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Unit 5. Gender Equality. Lesson 3. Track 57. Listening. Listen to a talk about Amelia Earhart. Where is this talk taking place? Good morning and welcome to Women of History. I'm going to talk about Amelia Earhart, one of the most famous female pilots of the 20th century. She actually learned how to fly right here. Amelia was born in Atchison, Kansas in 1897 and grew up with her parents and younger sister. When she was 24, she took her first flying lesson. 6 months later, she bought her first plane. She used it to set her first woman's record by flying as high as 14,000 feet. In 1928, she became the first woman to fly across the Atlantic Ocean. 7 years later, she became the first person to fly solo across the Pacific. Amelia was the first woman to do things only male pilots did. The American people loved her, and she even received a medal from the president. In 1937, she was ready for a last challenge. She wanted to be the first woman to fly around the world. On June 1st, Amelia and her navigator, Fred Noonan, began their 29,000-mile journey. On July 2nd, 1937, Amelia Earhart's plane disappeared. The last time anyone heard from her was at 8:45 a.m. Despite many searches over the years, no one knows what happened to Amelia Earhart and her navigator, Fred Noonan. Today, she is remembered for being one of the greatest female pilots of the 20th century. Vậy là cô và các con đã hoàn thành xong bài tập B rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại từng câu một nhé. Câu 1. Amelia Earhart đã được sinh ra vào năm 1897. Và đây là phần thông tin chúng ta nghe được từ bài nghe vừa rồi. Bà ấy đã được sinh ra vào năm 1897. Câu 2. Vào năm bà ấy 24 tuổi thì bà đã bắt đầu bài học bay đầu tiên. When she was 24, she took her first flying lesson. Khi bà ấy 24 tuổi thì bà đã bắt đầu bài học bay đầu tiên. Câu 3. Bà ấy đã lập kỷ lục đầu tiên của phụ nữ khi bay cao tới 14.000 feet. Và chúng ta biết được thông tin trên dựa vào đoạn sau. 6 tháng sau, bà ấy đã mua chiếc máy bay đầu tiên của mình.
Bé đã dùng nó để lập kỷ lục đầu tiên của phụ nữ khi bay cao tới độ cao 14.000 feet, 14.000 feet, 14.000 feet. Câu 4. Vào năm 1928, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Và chúng ta cũng biết được thông tin này dựa vào. In 1928, she became the first woman to fly across the Atlantic Ocean. Vào năm 1928, bà ấy đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Câu 5, bà ấy đã muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Thông tin của câu 5 có trong đoạn sau. Vào năm 1937, bà ấy đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng. Bà ấy muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Câu 6. Bà ấy được nhớ đến là một trong những nữ phi công vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và thông tin của câu 6 có trong đoạn này. She is remembered for being one of the greatest female pilots of the 20th century. The next part is reading. A. Read the text about Helen Gibson. Did she live a long life? Phần A. Đọc văn bản về Helen Gibson. Bà ấy có sống lâu không? Yes, có. No, không. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc văn bản. Helen Gibson, Rose August Wenger, nổi tiếng nhất vì là nữ diễn viên đóng thế đầu tiên. Bà ấy sinh năm 1892 và sống cùng với bố mẹ và bốn chị em gái. Bà ấy đã quyết định rằng bà ấy muốn học cách trở thành một diễn viên đóng thế và biểu diễn các trò thuật ở trên lưng ngựa khi bà ấy mới 17 tuổi. Bà ấy đã có mặt trong buổi trình diễn đầu tiên của mình vào năm 1910 và đó là một thành công lớn. Vào năm 1912, Helen có vai diễn đầu tiên trong bộ phim gọi là bộ phim có tên gọi Ranch Girls on a Rampage. Bà ấy đã quyết định rằng bà ấy muốn học cách trở thành một diễn viên đóng thế và biểu diễn các trò thuật ở trên lưng ngựa khi bà ấy mới 17 tuổi. Bà ấy đã có mặt trong buổi trình diễn đầu tiên của mình vào năm 1910 và đó là một thành công lớn. Vào năm 1912, Helen có vai diễn đầu tiên trong bộ phim gọi là bộ phim có tên gọi Ranch Girls on a Rampage. Bà đã biểu diễn trong nhiều cuộc đua ngựa và giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa dành cho nữ đứng vào năm 1913. Tháng 4 năm 1915, Helen đã thực hiện điều được cho là màn đóng thế nổi tiếng nhất. Một cú nhảy từ nóc nhà ga lên đầu của đoàn tàu đang di chuyển. Bà đã thực hiện nhiều pha nguy hiểm thú vị khác trong các bộ phim và trở nên rất nổi tiếng ở Hollywood. Bà ấy mất vào năm 1975, ở tuổi 85. Helen Gibson sẽ luôn được nhớ đến như là một người phụ nữ đóng thế đầu tiên ở Hollywood. Sau khi đọc xong bài viết vừa rồi, cô tin rằng tất cả các con đều có thể trả lời câu hỏi rằng bà ấy có sống lâu không? Trong bài vừa rồi chúng ta có thấy một đoạn đó là bà ấy mất vào năm 1977, ở độ tuổi 85. Vậy thì tức là bà ấy có sống lâu đúng không nào? Câu trả lời ở đây sẽ là yes. Có, bà ấy có sống lâu. B. Now, read and answer the questions. Phần B, bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi. 1. Who did Helen Gibson live with? Câu 1. Helen Gibson sống cùng ai? Ở trong bài đọc vừa rồi, chúng ta có thể thấy một thông tin là bà ấy sinh năm 1892 và sống cùng bố mẹ và bốn chị em gái. Vậy câu số 1 chúng ta có thể trả lời như sau. She lived with her parents and four sisters. 2. When did Helen first perform in a show? Câu 2. Lần đầu tiên Helen biểu diễn trong một chương trình là khi nào? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu này ở phần. Bà đã có mặt trong show trong buổi trình diễn đầu tiên của mình vào năm 1910 và đó là một thành công lớn. Vậy nên câu trả lời cho câu 2 chúng ta chỉ cần viết là In 1910. 3. What was the name of the movie she first acted in? Câu 3. Tên bộ phim mà bà ấy đóng đầu tiên là gì? Vào năm 1912, Helen có được vai diễn đầu tiên ở trong bộ phim.
Ranch Girls on a Rampage. Vậy câu trả lời cho câu 3 sẽ là Ranch Girls on a Rampage. 4. How old was she when she died? Câu 4. Bà ấy mất khi bà ấy bao nhiêu tuổi? Ở gần cuối của bài viết thì chúng ta có thấy một thông tin là bà ấy mất vào năm 1977 ở độ tuổi 85. Vậy câu trả lời cho câu 4 sẽ là She was 85. Bà ấy 85 tuổi. C. In Paris, do you think you could be a stuntman or stuntwoman? Why or why not? Phần C. Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ mình có thể trở thành nam diễn viên đóng thế hay nữ diễn viên đóng thế không? Tại sao? Tại sao không? Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. Well, I think I couldn't be a stuntwoman. It's too dangerous. Chà, tôi nghĩ là tôi không thể trở thành nữ diễn viên đóng thế bởi vì nó quá nguy hiểm. The next part is writing and speaking. Phần tiếp theo là viết và nói. Writing. A. Read about writing a biography. Then, read Helen Gibson's biography again and add the words in bold above the correct paragraph. Phần A. Đọc về cách viết tiểu sử, sau đó đọc lại tiểu sử của Helen Gibson và thêm các từ được in đậm phía trên xuống đúng đoạn văn. Writing skill, kỹ năng viết. Writing a biography, cách viết tiểu sử. To write effective and well-structured biographies, you should. Để viết tiểu sử hiệu quả và có cấu trúc tốt, bạn nên. 1. Introduce the person and say what they are most famous for. 2. Talk about when and where they were born and their early life. 3. Talk about their later life, education, relationships, and some achievements. 4. Summarize their later achievements and death. 5. Summarize their main achievement and what they will be remembered for. Để viết tiểu sử hiệu quả và có cấu trúc tốt thì bạn nên 1. Giới thiệu người đó và nói họ nổi tiếng nhất về điều gì. 2. Nói về thời gian và nơi họ sinh ra và cuộc sống ban đầu của họ. 3. Nói về cuộc sống sau này, học vấn và các mối quan hệ và một số thành tựu của họ. 4. Tóm tắt những thành tựu sau này và cái chết của họ. 5. Tóm tắt thành tích chính của họ và họ sẽ được tưởng nhớ vì điều gì. Trước tiên chúng ta sẽ thêm các từ in đậm lên phía trên các đoạn văn. Câu số 1 chúng ta sẽ điền most famous for, nổi tiếng nhất vì điều gì. Đoạn 2, bà ấy ra đời vào năm 1892 và sống cùng bố mẹ và bốn chị em gái. Bà ấy đã quyết định muốn học cách trở thành diễn viên đóng thế và biểu diễn các trò học thuật ở trên lưng ngựa. Khi bà ấy 17 tuổi, bà ấy có buổi trình diễn đầu tiên của mình vào năm 1910 và đó là một thành công lớn. Vậy thì đoạn này đang miêu tả cái giai đoạn đầu của cuộc đời của Helen Gibson, thế nên chúng ta sẽ điền early life vào câu số 2. Đoạn 3, vào năm 1912, Helen có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Ranch Girls on a Rampage. Bà đã biểu diễn trong nhiều cuộc đua ngựa và giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa dành cho nữ đứng vào năm 1913. Vậy thì câu số 3 chúng mình sẽ điền later life, tức là cuộc sống sau này. Đoạn số 4. Tháng 4 năm 1915, Helen đã thực hiện điều được cho là màn đóng thế nổi tiếng nhất của bà, đó là một cú nhảy từ nóc nhà ga lên đầu một đoàn tàu đang di chuyển. Bà đã thực hiện nhiều pha nguy hiểm thú vị khác trong các bộ phim và trở nên rất nổi tiếng ở Hollywood. Bà ấy đã mất vào năm 1977 ở tuổi 85. Vậy thì câu số 4 chúng mình sẽ điền. Later achievements. Đoạn 5. Helen Gibson thì luôn được nhớ đến vì là nữ diễn viên đóng thế đầu tiên ở Hollywood. Vậy nên câu số 5 chúng ta sẽ điền. Will be remembered for. Được nhớ đến vì điều gì? B. Read Jane Austen's biography. Is the biography to help you? Phần B. Sắp xếp lại tiểu sử của Jane Austen. Sử dụng cấu trúc tiểu sử để giúp bạn.
Để có thể làm được bài này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về cấu trúc của bài tiểu sử. Trước tiên thì chúng mình sẽ giới thiệu người đó và nói họ nổi tiếng nhất điều gì. Thứ hai, chúng ta sẽ nói về thời gian, nơi họ sinh ra và cuộc sống ban đầu của họ. Thứ ba, chúng mình nói về cuộc sống sau này, học vấn, các mối quan hệ và một số thành tựu của họ. Thứ tư, mình sẽ tóm tắt những thành tựu và cái chết của họ, những thành tựu sau này và cái chết của họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ tóm tắt thành tích chính của họ và những điều giúp cho mọi người nhớ đến họ. Ở bài này, chúng ta thấy là câu E đang viết, đang được xếp ở vị trí số 1. Jane Austen nổi tiếng nhất với 6 cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh vùng nông thôn ở nước Anh và nổi tiếng nhất trong số này là Kiêu Hãnh và Định Kiến. Như vậy, đoạn E này đang giới thiệu nhân vật và nói họ nổi tiếng nhất vì điều gì? Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái đoạn nào mà miêu tả cái early life, tức là cái giai đoạn đầu cuộc đời của họ. Và trong số 4 đoạn còn lại, chúng ta thấy là đoạn D, chính là đoạn miêu tả early life của nhân vật. Phần D. Jane Austen sinh ra ở Anh vào năm 1775. Bà lớn lên cùng cha mẹ và các chị gái ở vùng nông thôn nước Anh. Bà bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình khi bà 20 tuổi. Chỉ hơn một năm sau thì bà đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình. Cuốn tiểu thuyết sau đó được xuất bản với tên Kiêu Hãnh và Định Kiến. Vậy thì sau khi chúng ta đã nói về early life, tức là giai đoạn đầu của cuộc đời, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về later life, cuộc sống sau này của họ. Trong 3 đoạn còn lại thì chúng ta thấy đoạn B. Đoạn B chính là đoạn có nội dung nói về later life của nhân vật. Vào năm 1800 thì gia đình của bà chuyển đến bà và Jane ngừng viết. Năm 1809, sau khi chuyển về vùng nông thôn, bà bắt đầu viết văn trở lại. Bà đã hoàn thành 4 cuốn tiểu thuyết khác của mình. Sau khi đã viết về later life, cuộc sống sau này của nhân vật, thì chúng mình sẽ viết tiếp đến phần later achievements and death. Chúng ta sẽ viết về các thành tựu sau này và sự ra đi của họ. Vậy thì trong hai đoạn A và đoạn C, chúng ta thấy là đoạn A sẽ là đoạn nói về các thành tựu sau này và sự ra đi của nhân vật. Năm 1816, bà ấy định viết một cuốn tiểu thuyết mới nhưng mà ốm quá nên không viết được. Bà ấy đã qua đời vào năm sau đó. Cuối cùng, câu C sẽ ở vị trí số 5. Bà ấy sẽ được mọi người nhớ đến vì điều gì? Jane Austen sẽ luôn được nhớ đến với những cuốn tiểu thuyết về cuộc sống ở nông thôn của người Anh, đặc biệt là Kiêu Hãnh và Định Kiến. Now, let's move to speaking part. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nói. A. You are working on a class project about famous women in history. In pairs, read about Florence Nightingale and discuss which events belong to this stage of biography model. A. Bạn đang thực hiện một dự án về những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử. Làm việc theo cặp, đọc về Florence Nightingale và thảo luận về những sự kiện nào thuộc các giai đoạn này của cấu trúc một bài tiểu sử. Birth and early life, sự ra đời và giai đoạn đầu của cuộc đời. Later life, cuộc sống sau này. Later achievements and death, các thành tựu sau này và sự ra đi của họ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông tin về Florence Nightingale. Người sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại. Năm 1820, sinh ra ở Florence, Ý. Lớn lên ở Anh cùng với cha mẹ và chị gái. Năm 1844, học y tá ở Đức và sau đó đi làm việc tại một bệnh viện ở London. Năm 1854, đến bệnh viện quân sự tại Scutari, Thổ Nhĩ Kỳ, đi cùng 38 phụ nữ khác, dọn dẹp bệnh viện và cải thiện tình trạng cho những người lính bị thương. Tỷ lệ tử vong giảm từ 60% xuống 2% trong vòng 6 tháng. Năm 1855, đã được nhận một giải thưởng và một món đồ trang sức từ nữ hoàng Victoria. Năm 1859, viết ghi chú về điều dưỡng. Năm 1860, mở bệnh viện St. Thomas. Thành lập trường đào tạo y tá Nightingale. Năm 1868, mở trường cao đẳng y tế nữ. Năm 1908,
được vua Edward VII tặng bằng khen. Năm 1910, qua đời tại nhà ở London. Tiếp theo, chúng ta sẽ xếp các mốc thời gian này theo cấu trúc của một bài tiểu sử. Trước tiên sẽ là Birth and Early Life, sự ra đời và cuộc sống ban đầu, giai đoạn đầu của cuộc đời. Sẽ có năm 1820 và năm 1844. Năm 1820 thì nơi sinh và lớn lên cùng với ai? Năm 1844, bài đã học ở đâu và sau đó làm việc ở đâu? Tiếp đến, later life, cuộc sống sau này. Năm 1854 thì bấy đã đi tới bệnh viện quân đội ở Scutari, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với ai, làm những công việc gì và tỷ lệ tử vong thì đã giảm bao nhiêu phần trăm trong vòng thời gian 6 tháng. Cuối cùng chúng ta có later achievements and death, các thành tựu sau này và sự ra đi của bà. Ở phần này thì sẽ là các mốc thời gian còn lại từ năm 1855 và năm 1910. Bấy đã nhận được những giải thưởng và những bằng khen nào? Bấy đã làm được những công việc gì, ví dụ như là viết ghi chú điều dưỡng hay mở bệnh viện và thành lập trường đào tạo y tá nghề, thành lập trường đào tạo y tá Nightingale, mở trường cao đẳng y tế nữ, được vua Edward VII tặng bằng khen, và cuối cùng thì năm 1910 thì bà qua đời ở nhà ở London. B. Note down a sentence summarizing her main achievement and why she will be remembered. Phần B. Viết một câu tóm tắt thành tựu của bà ấy và vì sao bà ấy sẽ được nhớ tới. Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. She was given an award and a piece of jewelry by Queen Victoria and the Merit of Honor by King Edward VII. She will be remembered for being the founder of modern nursing. Bà đã được nữ hoàng Victoria trao tặng một giải thưởng và một món đồ trang sức và bằng khen danh dự của vua Edward VII. Bà sẽ được nhớ đến vì là người sáng lập ra ngành điều dưỡng hiện đại. Let's write. Now, write a biography about Florence Nightingale. Use the feedback form to help you. Write 120 to 150 words. Bây giờ hãy viết tiểu sử về Florence Nightingale, sử dụng biểu mẫu phản hồi để giúp bạn viết từ 120 đến 150 từ. Để có thể làm tốt phần này thì các con nhớ là chúng ta sẽ viết theo cấu trúc của một bài tiểu sử mà chúng ta đã học ở phần trước đó. Phần 1 thì chúng mình sẽ giới thiệu nhân vật và nói xem là họ nổi tiếng nhất về điều gì, most famous for. Phần thứ 2, chúng ta sẽ nói về early life. Trong phần này chúng ta sẽ nói về thời gian và nơi họ sinh ra và cuộc sống ban đầu, giai đoạn đầu cuộc đời của họ. Tiếp đến chúng mình sẽ nói về later life, cuộc sống sau này. Cụ thể hơn sẽ là học vấn này, mối quan hệ và một số thành tựu của họ. Sau đó chúng mình sẽ nói về later achievements, các thành tựu sau này và cả sự ra đi của họ nữa. Cuối cùng thì chúng mình sẽ nói xem là thành tựu chính của họ là gì và mọi người sẽ nhớ đến họ vì điều gì. Vậy thì dựa vào cái cấu trúc của bài tiểu sử đó thì cô sẽ có một bài gợi ý như sau. Các con hãy đọc và tham khảo. Ở câu đầu tiên, cô sẽ giới thiệu nhân vật và nói xem là họ nổi tiếng nhất vì điều gì. Florence Nightingale thì nổi tiếng nhất vì là người sáng lập ra ngành điều dưỡng hiện đại. Tiếp đến, cô sẽ nói về early life của nhân vật này. Cô nói về thời gian và nơi bà ấy sinh ra và cuộc sống ban đầu, giai đoạn đầu cuộc đời của bà. Bà ấy ra đời vào năm 1820 ở Florence, Ý. Bà ấy đã lớn lên ở Anh cùng với bố mẹ và chị gái. Năm 1844 thì bà học ngành y tá ở Đức và sau đó đến London để làm việc ở một bệnh viện. Sau early life thì chúng ta sẽ nói tiếp đến later life của bà, cuộc sống sau này của bà. Đoạn tiếp theo, năm 1854, Florence đã đến bệnh viện quân đội ở Scutari, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 38 người phụ nữ khác. Họ dọn dẹp bệnh viện và giúp cải thiện tình trạng, cải thiện điều kiện cho những người lính bị thương.
Tỷ lệ tử vong thì đã giảm từ 60% xuống còn 2% chỉ trong vòng 6 tháng. Tiếp đến cô sẽ nói về later achievements, các thành tựu sau này của bà. Vào năm 1855 thì nữ hoàng Victoria đã trao cho Florence một giải thưởng và một món đồ trang sức. Florence đã viết ghi chú về điều dưỡng vào năm 1859 và vào năm 1860 thì bà đã mở bệnh viện St. Thomas, nơi mà bà đã thành lập trường đào tạo y tá Nightingale. Năm 1908, bà được vua Edward VII trao tặng bằng khen. Bà đã qua đời 2 năm sau đó ở London. Florence Nightingale sẽ được nhớ đến vì là người sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại. Vậy là buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng sau buổi học này các con có thể nói về những người phụ nữ nổi tiếng ở trong lịch sử. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ biết cách để viết một tiểu sử như thế nào cho đúng. Vậy thì hẹn gặp các con vào các buổi học tiếp theo. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.